Đây là vận động viên đáng sợ. Làm thế nào để vô hiệu hóa? Tiếp tục là một đường chuyền cho Onuma. Mũi nhọn đáng gờm. Ngay cả khi cô đã luống tuổi. Những tình huống phòng thủ cực hay của King Bắc Bắc Ninh. Và đó là phần thưởng cho mình. Và trước đó là Libero Đặng Thị Thoan đều đã có những pha cứu bóng với tất cả khả năng của mình. Lần này là phòng thủ rất hay của Bình Điền Long An. Đã chạm tay rồi. 6-8 cho King Bắc Bắc Ninh. Và số 2 đã bật lên đúng lúc. Và xử lý rất kinh nghiệm. Vẫn là những điểm số của Onuma. Chắn bóng tốt, thêm một điểm nữa cho King Bắc Bắc Ninh. Khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn một. Lần này thì không kể ngăn cản Onuma. Là Onuma. Và đây có vẻ như là lần đầu tiên ở trong trận đấu này kích Onuma đã bắt. Điểm số thứ 19. Onuma sửa sai cho đồng đội. Từ trước đó là và xử lý bỏ nhỏ. Với một đường chuyền thuận lợi hơn, Onuma lập tức mang về điểm số cho King Bắc Bắc. Rất đáng tiếc. Mỹ Tiên và Khánh Đang lại vào. Một lần nữa, họ lại không hiểu nhau.
Lúc khó khăn, bóng sẽ được đẩy tới cho Onuma. Onuma. Gặp ngôi sao, đẩy bóng tới vị trí là sẽ có điểm. Khi cần sẽ có ổn.